cháu danh dự như thế đi. Mà cô thấy trong cái bài đăng thì cháu nói lúc nào nói sai không cô? Không phải là nó nói sai. Là nạn nhân của một vụ xâm hại tập thể nơi đất khách đã là nỗi đau quá lớn. Vậy mà cô gái này lại bị tố là người gài bẫy. Hội nhóm trên Facebook được lập nên, những lượt chia sẻ, bình luận, đánh giá từ những người không hề quen biết khiến cho cô gái tổn thương sâu sắc. Hoàn toàn là bóp méo sự thật. Có lời đe dọa đối với gia đình trên mạng xã hội đối với lại cả con gái của tôi. Và dọa tạt axit, cái thời điểm này bạn không đang không tập trung học hành được và không ngủ được. Hai ngày hôm nay được 2 tiếng. Bạn bảo rằng nếu bạn không lên tiếng thì mọi người sẽ hiểu sai đi theo cái ý của những người mà đã cố tình bôi nhọ và dựng lên những câu chuyện về bạn ấy, trở thành một con người không, tức là không còn liêm sỉ nữa. Thành ra là bạn phải tự bảo vệ mình. Khi dũng cảm sử dụng trang Facebook cá nhân để chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, thay vì nhận được sự cảm thông, bảo vệ, nhiều người lại không ngừng soi mói từng chi tiết trong bài chia sẻ, tiếp tục lăng mạ và chỉ trích nạn nhân. Là nó lên bệnh viện nó khám chứng cứ, rồi là phụ khoa, rồi là kiểm tra này kia, các thể loại đầy đủ hết. Nó tả đấy không? Người ta lấy cái que người ta banh ra như thế này, nó người ta khám. Cái không ngậm được mồm thà luôn. Thậm chí còn có lời đề nghị sẽ chi tiền để quảng cáo, thuê người viết bài để những thông tin bất lợi cho nạn nhân được lan rộng. Rõ ràng là phải nói đây là một hành vi, một nhóm hành vi liên quan đến việc bạo hành và có yếu tố làm nhục người khác ở trong này. Thế đây là hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cái việc mà viết bài, việc đưa tin mà không đúng sự thật gây ảnh hưởng thì có thể là gì? Là xử lý về tội vu khống. Những người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị ngồi tù. Bỏ qua những bằng chứng rõ ràng về vụ việc xâm hại từng xảy ra, có lẽ nhiều người đang nhầm lẫn giữa những câu chuyện đời tư và một sự thật. Nạn nhân không bao giờ có lỗi. Con tôi ở xa quá, tôi không ở cạnh để bảo vệ nó được. Không bảo vệ nó được. Chỉ mong là con mình được bình yên.